Thật sự không đến phiên em không có tin nó Thiệu Lương. Con người có tiền, tâm trạng cũng phấn khởi hơn. Em coi bầu trời rất là đẹp, nước lại xanh biếc, có phải rất vui không? Vui nhất là thị trường cổ phiếu hôm nay vừa lên sàn nó tăng rồi, đến chừng nào mới tụt xuống ha. Đó mới gọi là giàu sang. Ép cười muốn đỡ cũng đỡ không nổi. Cạn đi. Cạn đi. Ui, thôi dẹp đi. Là phụ nữ hả? Không nghe cổ sẽ giận đó. Còn phiền hơn phụ nữ nữa đó. Cách một hai ngày mấy ngân hàng gọi đến hỏi công ty chúng ta có vay vốn mở rộng hoạt động hay không. Cổ phiếu của chúng ta tăng liên tục, thiếu gì tiền để xoay sở, sao phải vay tiền của họ chứ? Thì phải rồi, chúng ta cho họ vay tiền còn được đó. Ý, thế lượng của anh rồi. Có gì đâu, tâm trạng đang vui, chiều cổ một lần. Alo. Không biết anh nghe được tiếng của tôi còn phấn khởi vậy không? Phải nói là không còn tâm trí. Sao hả? Tính rủ tôi đi chơi golf à? Muốn hẹn anh bàn chuyện làm ăn thôi. Ê, thiệt là ngại quá. Thuyền mới của tôi vừa mới ra biển, bây giờ không rảnh để giao thiệp đâu. Tôi biết, tôi nhìn thấy anh mà. Tự nhiên đi. Vết thương của ông đỡ nhiều rồi chứ? Cảm ơn. Chỉ tại mấy người không đâu giết lung tung thôi. Trở lại vấn đề đi. Tôi muốn mua hết cổ phần vô hạn Khoa Nghiên trong tay của hai người. Không biết ông Ngụy định trả bao nhiêu để mua lại của chúng tôi? 200 triệu. 200 triệu? Ít vậy. Loại cổ phiếu của chúng tôi ngày nào cũng tăng, bán con gà biết đẻ trứng vàng cho ông. 200 triệu vậy ông lợi quá rồi. Coi ra anh chưa nắm rõ trò chơi của thị trường cổ phiếu rồi. Cổ phiếu tăng có nhiều nguyên nhân. Một trong các nguyên nhân chính là có người vào cuộc mua rất nhiều cổ phiếu của anh đó. Nhưng ông trả thấp quá, tôi thấy ông không có thành ý. Hay làm gì? Tôi vào cuộc từ từ mua cổ phiếu của anh. Sau khi trở thành cổ đông lớn, mở cuộc họp cổ đông, ngồi xuống từ từ nói với anh. Như vậy có thành ý rồi chứ? Như vậy tức là ông muốn thâu tóm. Mang ý xấu. Tôi cũng muốn chơi trò thâu tóm. Qua văn thạc anh có bao nhiêu tài sản, chẳng lẽ tôi không biết sao? Anh cứ việc đi vay tiền của ngân hàng bán với tôi đi. Có chiếc thuyền nhỏ của anh, làm sao đấu với du thuyền của tôi đây? Đã lái thuyền ra biển chơi thì lường trước sẽ có sóng gió, thì ta biết còn bị chìm nữa là. Chúng ta đi. Anh Hành. Ông Nguyễn. Có làm phiền anh không? Không có. Ngồi xuống rồi nói. Tại sao anh nhất quyết chọn vô hạn Khoa Nghiên? Không phải là tôi tới mấy chuyện đâu. Nhưng tôi lo cho công ty của mình, nên là phải nhờ người giúp tôi hỏi cho rõ ràng. Lo chuyện kinh doanh của mình là đúng, tôi không trách cậu. Trước đây cậu mở công ty này cũng là đầu cơ coi tình thế, giá tốt cậu sẽ hưởng lợi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu không bán cho tôi? Biết bao nhiêu công ty, tại sao lại chọn công ty vô hạn Khoa Nghiên? Có phải là vì... Nó sợ anh chống đối Hoa Văn Thạc sẽ giở trò với họ. Hoa Văn Thạc không có đầu óc. Nhưng cậu đâu phải vậy. Công ty này của cậu đáng giá bao nhiêu cậu biết rõ mà. Công ty cậu có thành tích như ngày hôm nay cũng là nhờ cậu. Nhưng tôi thấy Hoa Văn Thạc cái gì cũng hạn chế cậu, nên tôi thấy tức cho cậu thôi. Cũng phải đó. Người ban đầu đề nghị kinh doanh cổ phiếu khoa mạng chính là tôi. Nếu anh cứ làm theo ý của mình, vay tiền ngân hàng để đấu với ông, nhất định tôi sẽ phản đối. Vậy cậu và anh ta bàn bạc lại đi. Ok. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cảm ơn chị hai. Không làm phiền hai người nữa. Bye bye. Bye. Sao? Em còn chuyện muốn hỏi anh hả? Anh lựa chọn hơn thua với Hoa Văn Thạc không thể nào không có liên quan đến chuyện riêng, phải không? Em quan tâm anh hay là sợ anh hại hắn ta? Thật sự em trai của em đã bỏ cả gia tài vào đó. Yên tâm đi, anh không nể mặt cũng phải nể mũi chứ. Anh đã cho em của em một con đường sống. Còn Hoa Văn Thạc, nếu hắn chịu buông tay, anh làm sao hại hắn được? Trừ phi bản thân hắn ngu. Sao tự nhiên tới thăm anh vậy? Tôi đến không phải để thăm anh,
mà tôi có chuyện muốn nói với anh. Sao đứng thừa đó vậy? Ngồi đi. Em đến tận đây tìm anh có chuyện gì? Có phải định vay tiền của ngân hàng để chơi trò thâu tóm với Ngụy Thiên Hành không? Sao đột nhiên em lại quan tâm anh quá vậy? Tôi không muốn nhìn thấy anh thất bại nặng nề nữa. Cũng không muốn anh liên lụy Thiệu Lương và ảnh hưởng đến cuộc sống của Thanh Lâm. Coi như tôi cầu xin anh cũng được, khuyên anh cũng được. Anh đừng có vay tiền ngân hàng tự đào huyệt nữa, có được không? Anh tự đào huyệt? Tại hắn thấy sợ cái em tôi thuyết phục anh thì có. Anh chững chạc một chút có được không? Người ta có bao nhiêu gia tài, anh có bao nhiêu gia tài. Hơn nữa bán cổ phần cho ảnh cũng đâu phải là không có lời. Tại sao phải hơn tôi với ảnh chứ? Lần trước khu nhà cũ xây lại, anh may mắn lại được 50 triệu. Lần này anh nhất định sẽ đòi lại, mà còn bắt anh trả cả vốn lẫn lời luôn đó. Thực sự anh không hiểu. Anh tự thành lập công ty mà còn kinh doanh rất là tốt, đã trở thành nhân tài của giới IT. Nhưng em vẫn nói anh vô dụng, coi thường anh, đấu không lại hắn. Vì bây giờ anh chỉ kiếm được tiền thôi, chứ không phải là anh đã thông minh. Ủa Thiệu Lương, bao giờ đây? Chuyện gì vậy? Hãy lập tức gọi hết các giám đốc cửa hàng tới đây. Tôi muốn vay tiền ngay lập tức. Có lẽ hôm nay tôi đến đây cũng là chuyện thừa thãi rồi. Sao hả? Mới sáng sớm đó mời tôi đến, tối qua ngủ không được à? Tôi làm gì mà ngủ không được? Gần đây vô hàng khoan nghi của chúng tôi tăng vọt, đã làm cho ông rối tung lên phải không? Tôi nghĩ người không ngủ được là anh mới phải. Vì theo biểu đồ tăng của cổ phiếu mấy hôm nay, chắc chắn anh đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng giá, có phải không? Ông nghĩ chỉ có ông mới có thực lực sao? Nhưng mà vậy bây giờ ông rút lui vẫn còn kịp. Không đâu, mà tôi vẫn có hứng thú mua lại cổ phần trong tay của anh. Nhưng tính luôn khoản nợ mà anh vay thì giá phải thấp một chút đó nghe. 160 triệu. Thì ra đã bàn chuyện làm anh với một tin khùng uổng công. Tin cổ phiếu Mỹ, chỉ số Nasdaq lại tuột 100 điểm, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ngân hàng Mỹ tuyên bố thời gian tới sẽ tăng thêm lãi. Cổ phiếu khoa mạng tiếp tục tung ra những tin không hay. Chà, nè, 5 phút trước còn đã giá 160 triệu, bây giờ tôi trả 130 triệu. Anh có bán thì bán. Không bán. Anh Uông à, ông Ngụy đang nghỉ ngơi, anh không vào được đâu. Tôi có chuyện quan trọng thì ông chủ của cô có thiệt hại gì, cuộc đánh giá có đổi hay không? Nhưng mà ông Ngụy đã dặn bất cứ ai cũng không được vào mà. Anh để tương lai. Ông Ngụy à, xin lỗi ông. Cô ra ngoài đi. Ngồi đi. Sao hả? Có chuyện gì mà tìm tôi gấp vậy? Vào trước anh có nhắc với tụi em là muốn thâu tóm vô hạn Khoa Nghiên mà, có phải gì không? Em muốn bàn chuyện bán cổ phần. Hiện nay cổ phiếu khoa mạng bên Mỹ ngày nào cũng tuột, tình thế có vẻ không tốt. Phải nói là thời cơ đã qua. Bây giờ tôi không có hứng thú thâu tóm nữa. Em biết lâu nay anh căm ghét Qua Văn Thạc lắm, anh muốn chơi ảnh. Nhưng mà đâu có liên quan tới em đâu, em vô tội mà. Cậu muốn sao đây? Anh có thể mua hết cổ phần của em trong công ty được không? Nè, thật lòng mà nói, cổ phần tôi sẽ không mua. Nhưng mà tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu chết. Nè, đây là đợt đầu. Cậu chỉ cần làm cho Qua Văn Thạc một vố tơi bời, sau này cổ phiếu khoa mạng tuột mất kỷ lục, mọi thiệt hại của cậu tôi sẽ chịu hết. Anh đưa tiền cho em, nhưng mà anh không lấy cổ phần của em. Cái tôi có là tiền, chỉ cần chơi Qua Văn Thạc một vố, tôi lấy tiền hai người, có sao đâu chứ. Ô, khoan đã, anh định giỡn tới mức độ đâu vậy? Điều này cậu không cần phải hỏi. Bây giờ cậu không còn con đường lựa chọn, một là làm, hai là không làm. Làm thì có lợi cho cậu, cậu không làm thì ôm Qua Văn Thạc chết chung đi. Màn kịch hay sắp được trình diễn rồi, cậu xách cái ghế ngồi ở hàng đầu coi đi. Kênh TVB tiếng Việt.
hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.